hòa giữa hai mục tiêu cấp nước và phát điện. Nhiều điểm sạt lở bờ sông, bờ biển đã tác động lớn tới đời sống và đe dọa đến tính mạng của người dân vùng dọc ven sông, ven biển của tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh này đã chi hàng trăm tỷ đồng để xóa các điểm sạt lở nhằm ổn định đời sống cho cư dân, nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm các vùng đang có nguy cơ sạt lở. Trong năm nay, thì Quảng Ngãi đã tiếp tục đầu tư nhiều dự án và dự kè mới chống sạt lở trong dân. Các dự án kè chống sạt lở này đang được chỉ đạo gấp rút đẩy nhanh tiến độ để giúp cho người dân an cư. Công trình kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện 1, Phước Thiện 2, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với chiều dài 300 m, tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng đang được nhà thầu thi công gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng. Xã biển Bình Hải là địa phương đối mặt với tình trạng sạt lở nặng do chiều cường. Trong 3 năm qua, Quảng Ngãi đã quyết định ưu tiên nguồn lực để xóa điểm nóng sạt lở tại đây. Gần 2.300 mét kè đã được đầu tư với tổng kinh phí hơn 172 tỷ đồng, đã giúp cho người dân trong vùng yên tâm trước nạn chiều cường xâm thực. Mùa mưa bổ đi tháng vô bổ vô ra đây hết, nhà nước đưa dân đây hết, mà bây giờ thì nói chung là chết không có đâu. Ở đâu ở đó cho Phật hộ đi rồi đó, mừng rồi đó, rất là mừng. Trong thời gian qua thì đơn vị thi công chúng tôi cũng đã chủ động tập kết nguồn nhân lực, vật tư, vật liệu dự trữ, đảm bảo thi công trong điều kiện tốt nhất khi mà thủy triều xuống, để đảm bảo hoàn thành công trình trước 20 tháng 8 năm nay. Mong mỏi có kè chống sạt lở của người dân thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng thành hiện thực. Khu vực này từng là điểm nóng nhất của nạn sạt lở trên sông Trà Bồng. Năm nay Quảng Ngãi đã chi 38 tỷ đồng để xây dựng tuyến kè dài 800 m chống sạt lở, ổn định đời sống cho hơn 240 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu. Đây là cái vòng sông cuối thượng nguồn của sông Trà Bồng. Do đó thì vào mùa mưa lũ nó cũng rất là lớn và nó đã làm sạt lở thì bà con cũng rất là lo ngại. Do đó thì cũng rất là địa phương cũng đề nghị rất là nhiều lần. Đây cũng cách gần 30 năm rồi. Thì hôm nay thì bà cài này mới cái đã đi vào hiện thực đối với sông Dương. Năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi đã ưu tiên bố trí nguồn vốn lên đến 720 tỷ đồng và bàn giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông triển khai cùng lúc 6 dự án chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Các dự án này đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để bảo vệ tính mạng, tài sản cho hàng ngàn hộ dân đang bị ảnh hưởng của nạn sạt lở vùng ven sông, ven biển. Nhà tiến độ dự án của các công trình hiện nay đang đảm bảo cái tiến độ và vượt cái tiến độ mà được chủ đầu tư đặt ra. Và để mà đảm bảo vượt trước cái mùa mưa bão năm 2023 này thì ban đã tổ chức thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ thi công và yêu cầu các nhà thầu là tăng tốc để nhanh tiến độ, trong đó có cái giải pháp là tăng cường làm ca đêm để đạt được những cái mốc thời gian vượt lũ. Hy vọng rằng là trước mùa mưa lũ năm nay, các cái tuyến kè sông và kè biển sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần đáng kể trong cái việc giảm thiểu ảnh hưởng đến tài sản tính mạng của nhân dân. Ổn định dân cư, hạn chế nạn sạt lở ở vùng ven sông ven biển thông qua việc đầu tư xây kè chống sạt lở được coi là cách để tỉnh Quảng Ngãi ứng phó linh hoạt trước thiên tai. Dù nguồn lực có hạn nhưng việc ưu tiên cho các công trình này đã giúp cho người dân trong vùng sạt lở ven sông ven biển bớt nỗi lo khi có bão lũ xảy ra.